Đoạn đường bị sập dài 50 mét là một phần trong công trình đường dành riêng cho người đi xe đạp dọc bờ biển mới được khánh thành hồi tháng 1 năm nay. Nguồn tin địa phương cho biết các nạn nhân đã rơi từ độ cao 50 mét xuống biển. Ngoài hai người thiệt mạng, vẫn còn một người đang mất tích và ba người bị thương. Với tổng số vốn đầu tư gần 13 triệu đô la Mỹ, công trình đường dành riêng cho người đi xe đạp dài gần 4 km, rộng 2,5 mét, nối các bãi biển Leblon và Barra de Tijuca, nơi đặt công viên Olympic 2016 ở phía nam thành phố Rio de Janeiro, chạy song song với đại lộ mang tên kiến trúc sư lừng danh người Brazil Oscar Niemeyer. Hệ thống đường dành riêng cho xe đạp ở thành phố Rio de Janeiro dài tổng cộng 435 km. Dự kiến, từ nay tới khi khai mạc Olympic 2016, hệ thống này sẽ được kéo dài thêm 15 km nữa. Thế vận hội Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 21 tháng 8 với 14.000 vận động viên đến từ khắp các nơi trên thế giới tham gia tranh tài. Dự kiến, 25.000 nhà báo từ 100 quốc gia sẽ đến đưa tin về sự kiện thể thao này. Khoảng 500.000 du khách cũng sẽ tới Brazil nhân dịp Olympic. Brazil đã đầu tư 12 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các công trình và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội.